thấy chị Tâm không? Chị Tâm! Trời ơi, mẹ, mẹ! Chị Tâm kìa! Sao? Dạo này chị khỏe không? Khỏe hơn với quê em. Nhưng mà chị nhăn quá giờ. Chị bệnh hả? Thật ra là chị cũng đang có bệnh, nhưng mà gặp em thì nó nặng hơn. Mình là gia đình mà con. Sao nói gì kỳ vậy? Dì còn coi con là gia đình hay gì? Mãi mãi là gia đình. Sao con không về thăm dì với em? Dì với em đi kiếm con muốn chết luôn vậy đó. Dạ, nếu không có gì quan trọng thì con xin phép lên làm việc tiếp nha dì. Đang giờ làm việc cái gì? Con làm việc ở đây hả? Dạ. Cố lên nha con. Công việc khó kiếm lắm á. Mẹ, mẹ để bả đi vậy hả? Yên tâm đi, tất cả những gì nó có hôm nay, thời gian sau sẽ thuộc về con. Nè. Ê, Sammy. Nó nghe. Tôi kể cho nghe cái này nè. Tôi kể cho bà nghe. Sao nè? Con Trinh VL, nó được mời về công ty của mình. Bà gặp nó chưa? Nhỏ nó giải trí lắm. Coi ghê không? Gặp chưa, gặp chưa? Không những gặp mà còn từng sống chung nữa. Hả? À, bà người nhà nó hả? Sống chung rất nhiều năm và chịu đựng rất nhiều thứ. Ê, ê trời, bà đừng nói con quỷ Trinh VL là cái con mà bà kể với tôi sống dưới quê với nó nha. Đúng không? Là cái con mà trên mạng mà hay viết về nó đúng không? Là nó đúng không? Trời má ơi, con quỷ này thấy không? Nhìn cái mặt là tôi biết không phải người thường. Đúng vậy. Cái con này là con quỷ. Con xảo trá. Con lòng lan dạ sói. Con quỷ là lớp người. Nó là con quỷ chứ không phải con người. Con người chứ không phải con quỷ. Mà cái mặt y như con quỷ vậy đó. Đúng rồi. Ừ. Tôi là Louis Trần và tôi nghĩ là hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện nhanh thôi. Là tại vì tôi cũng không có quá nhiều thời gian á. Ừ. Anh Louis Trần. Tôi biết anh đâu có nhiều thời gian đâu, mà quý quá à. Hôm nay anh gặp mẹ con tôi vui lắm. Trời ơi, nghe nói nhiều về anh lắm. Anh rất là nổi tiếng luôn á. Mà nghe cái giọng nói ở trên đài không à. Hôm nay nhìn ở ngoài anh đẹp trai lắm. Anh sang trọng lắm. Tôi không có quá nhiều thời gian đâu, nên tôi hỏi câu nào rồi chị trả lời đúng câu đó thôi ha. Ừ. Anh cũng biết là con gái tôi là hiện tượng mạng mà. Không, tôi có biết. Nhưng mà trên mạng thôi. Tôi muốn nó phải nổi trên đài kìa. Rần luôn. Công ty anh có tiếng, còn tôi thì có tiền. Bây giờ anh muốn bao nhiêu tôi cũng chi hết trơn á. Miễn anh đưa con tôi lên, được không? Đó, tôi thích cái cách nói chuyện này nè. Tại nãy mình chưa có hiểu nhau, bây giờ mình hiểu nhau rồi phải không anh? Tôi không có nói nhiều. Tôi đó là nghĩa là dứt khoát cái nào ra cái đó. Chị bắt đầu không hiểu lại rồi đó. Vậy tôi sai. Dạ tôi sai. Bớt nói lại đi. Em tên thật là gì nhỉ? Em tên Trinh, 21 tuổi. Tuổi đẹp nhất của người con gái. Quê em ở Vĩnh Long. Vì vậy mọi người gọi em là Trinh VL. Trinh VL hả? Dễ thương. Ấn tượng ha. Cái tên dễ thương nhờ. Dạ. Chị nuôi nó những năm qua đó hả? Tôi nuôi, tôi đẻ nó mà. Chưa bao giờ tôi cãi chuyện đó nha. Tôi sai. Em nghĩ là em có thể làm được gì? Cái gì em cũng làm được hết. Khi mà nổi tiếng thì chắc chắn sẽ đi kèm với tai tiếng đấy em gái. Em có chắc làm chịu nổi không? Ừ? Bộ anh thấy em chưa đủ tai tiếng hả? Anh thấy không? Bé thú vị nha. Dạ thú vị lắm. Đẹp nè, duyên dáng giống tôi. Tôi không nghĩ như vậy đâu. Tôi sai nữa. Em à, em có chắc là cái gì em cũng dám làm không? Chắc. Chỉ có anh giúp đỡ em nổi tiếng thì cái gì em cũng dám làm hết. Vậy chị có chắc là bao nhiêu chị cũng dám chi không? Yên tâm, tôi chưa bao giờ biết nói giỡn. Vậy là chúng ta có chuyện đi làm với nhau rồi. Vậy hôm nay sếp kêu em vô đây có chuyện gì không sếp? Mời em uống ly cà phê thôi mà. Ngon ha. Hôm nay sếp kêu em vô đây không chỉ để uống cà phê đúng không sếp? Gì đa nghi vậy hả? Từ xưa giờ mày pha cà phê cho anh thì bây giờ anh pha cà phê cho mày uống có gì đâu. Giờ này talk show có thêm gì ổn không? Dạ tốt lắm sếp, mọi thứ rất ok. Nhưng mà khổ nỗi là hình như là chỉ có mỗi cái mạng đó nó tốt thôi. Anh mới nghe báo cáo nói là mấy cái mạng khác của công ty dạo này nó hơi sa sút. Hình như em hơi quá tải công việc hả? Dạo này chắc làm việc căng thẳng quá hả cưng à? Dạ
thời gian qua em hơi tập trung quá cho cái talk show. Dạ, cho nên là em cũng nhận là em hơi lơ là những bạn khác. Em làm vậy là anh thấy hơi không công bằng đó. Aaron à, anh nghe mọi người nói là giờ này em với lại Tammy á đi với nhau nhiều lắm. Ông bà mày nói yêu nhiều ốm, ôm nhiều yếu. Biết trường hợp đó có đúng với em không nhỉ? Dạ, em biết em có lỗi trong chuyện này. Nếu mà có chuyện gì thì sếp cứ phạt em trừ lương em cũng được sếp. Ê, không ai đi làm khó nhau như vậy. Điên quá đi. Có cái chuyện đó nhờ em. Cái fanpage con tắm có ai quản lý chưa nhỉ? Dạ, chưa. Sao lại không? Dạo này anh thấy là nó hot ghê á. Mà anh thắc mắc là tại sao từ xưa tới giờ không ai chạy quảng cáo trên đó chứ nhỉ? Em nghĩ thêm mình không có muốn á sếp. Ồ, vậy thì phí phạm quá. Mình nên giúp đỡ cho cái fanpage đó kiếm được nhiều tiền hơn. Không biết là ý em sao? Em cái này em không chắc sếp ơi. Em phải hỏi là ý kiến của Tammy, tại vì đây là tài sản riêng của Tammy. Thế còn là tài sản riêng được nhỉ? Tài sản của một nhân viên trong công ty thì nó là của công ty. Mà em nói như vậy chẳng khác nào là em nghĩ anh đang trục lợi trên fanpage của người yêu em hả? Em không có ý đó sếp ơi. Nếu không có ý đó thì phải hiểu đúng ý anh. Chúng ta đang bảo trợ cho nó, chúng ta đang bảo vệ nó. Anh đang tìm cách để khai thác cái fanpage đó, giúp cho nó ở đúng cái vị trí, nơi nó xứng đáng được ở. Tự nhiên một cái fanpage hot như vậy, để không, nó rất là buồn cười, phí phạm. Về nói lại nói đi. Dạ, cái này em không đảm bảo được, em sẽ hỏi thêm mình. Aaron, anh nghĩ em có cách mà. Uống miếng cà phê. Em không cần phải làm cái gì đâu. Mọi thứ để anh lo cho. Và cũng không cần phải đưa cái fanpage cho sếp đâu. Nếu mà em không muốn á thì cứ nói. Em sẽ tìm cách nói chuyện với sếp. Mà dạo này anh cũng thấy sếp lạ lắm. Anh, giữa cái fanpage và cái talk show, em quan trọng talk show hơn. Vì talk show có thể giúp em kiếm được nhiều tiền. Em cần tiền để về quê mua lại căn nhà của ba mẹ. Mẹ! Ui, dậy, giờ này còn ngủ nữa. Ôi trời đánh tôi hả? Gì vậy? Trời đất ơi, mày tán vô mặt tao vậy đó hả? Con chỉ kêu mày vậy thôi à. Có chuyện gì? Rồi mày đưa tiền cho ổng chưa? Của cho không bằng cách cho. Nhưng mà cách cho không bằng người cho. Tiền á là con tự cầm qua đó, thấy nó giá trị hơn. Mẹ cầm quá là chuyện bình thường rồi. Tập giao tiếp đi. Muốn ăn thì phải lăn vào bếp. Muốn chết thì tự lết vô hòm. Hiểu không? Em quyết định như vậy là đúng rồi đó Tammy. Đáng lẽ phải quyết định từ sớm cơ. Em xin phép em quay làm việc tiếp. Aaron nó biết chưa? Dạ chưa. Thì em kết nối cho nó nghe. Tổ nghiệp cái thằng nó khờ quá. Thank you. Tại sao em nhận lời sếp vậy? Em có biết đó là quyết định sai lầm không? Có ai đâu mà sai lầm. Nhận quảng cáo em có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Về quê lấy lại căn nhà nhanh hơn. Em nhận cũng là vì team, vì em nữa. Em tìm nói vậy là anh tin hả? Em mà muốn kiếm tiền từ B08 em đã kiếm từ rất lâu rồi. Em hy sinh vì mọi người đúng không? Anh đã nói là để cho anh lo rồi mà. Anh lo. Lúc nào cũng là anh lo hết trơn đó. Từ khi em ở quê lên Sài Gòn tới giờ, anh lo cho em biết bao nhiêu thứ rồi. Anh lo cho em tới bao giờ? Với ai thì anh không biết.
mà với em, anh có thể lo cho em cả đời. Sao mày gửi nhiều vậy? Dạ như đây có thấm thía gì đâu, xứng đáng mà. Sếp còn phải giúp em nhiều nữa. Em là một cô gái rất là thông minh, tôi rất là thích. Tôi thấy là cái fanpage của em được nhiều người thích đó chứ nhỉ? Dạ, cái fanpage cũng được. Tại vì em lên đó em cũng nói xàm không à. Mà không biết sao á, nhiều người vô coi ghê. Em đâu có nói xàm, em biết em nói gì mà. Em thông minh lắm. Em nghĩ sao nếu như cái fanpage đó được đưa ra một cái tầm cao cấp hơn, nó không phải là một cái nơi mà để một cô gái nói về lẩu mắm hay là kem trộn, nó là một chỗ của một nữ minh tinh, một celebrity. Anh sẽ biến em thành một cô gái mà ai cũng mong muốn được trở thành. Anh sẽ được nhiều người yêu thích, cũng như cách mà anh đang thích em. Người ta thích con tắm á, vì nó có tâm và nó có sắc. Còn anh thích tắm á, vì tắm vừa làm cho anh tê, vừa làm cho anh ấm. Không hiểu hả? Dạ em không hiểu. Qua đây nói cho nghe. Thất tình là phải tự chữa lành, không ai giúp mình được đâu. Nói gì mà cũng nói được nữa hả? Trời ơi. Hello mấy bạn. Trời ơi, vô coi đông đông đi. Trinh kể chuyện này cho nghe, hấp dẫn lắm. Đủ 1.000 người, Trinh mới kể nha. Ui, đủ 1.000 người luôn rồi nè. Trinh kể nha. Hồi nãy á, Trinh có xem một cái clip talk show gì của cái người đó đó. Xong rồi nó tên là cái gì tắm không quan tâm. Nói chung là vậy đi ha. Xong rồi hả, nói cái gì mà thất tình tự chữa lành vết thương. Trời ơi, thất tình mà làm như đứt tay. Tự chữa lành vết thương, không có cái gì mà chữa lành vết thương nhanh bằng tiền hết á. Đập tiền vô một cái là hả, tự nhiên vết thương lành liền à. Yêu người có chí, trời mất thời gian lắm. Con gái 12 bến nước, hơn nhau ở tấm chồng mà. Lựa anh nào giàu, giỏi, quen nhanh lẹ. Con quỷ này mà gặp ngoài đường tôi sẽ kêu nó dừng lại để nhét cái đầu gối tôi vô miệng đó. Còn tôi sẽ bắt chí trên đầu người bạn trai đầy chí của tôi để đắp lên đầu nó cho nó sống có chí. Cảm ơn em nha. Chương trình mình làm ra đâu phải để cho mấy con ớt ơ này lên mạng muốn chửi cái gì là chửi. Cái ngữ hiện tượng mạng này 1-2 ngày sau cỡ nào cũng chìm. Tôi sẽ cho nó chìm xuống tầng thứ 18 với cái miệng mồm này. Vậy thì tôi sẽ xây thêm tầng thứ 19 để dìm nó xuống. Tầng thứ 20 đi. 21 luôn cho đẹp. 6 tầng. Tell me.
không có gì phải buồn hết á. Đúng vậy, quan trọng là bà có tài năng hơn nó. Chính xác. Chính người mười ý, người ta góp ý đúng thì mình nghe, còn nói sai, cố tình công kích, dìm hàng mình thì mình đừng có bận tâm. Exactly. Thôi em đừng có buồn nữa. Những người thương mình á, họ sẽ vì mình họ hiểu mà. Có chuyện gì vậy chị Linh? Em ngồi đi. Chỉ có một chuyện muốn nói với em. Trong cuộc sống, khi mình càng thành công thì càng có nhiều người muốn phá. Chị đã trải qua nên chị hiểu. Chị mong em phải luôn mạnh mẽ như những gì mà em viết ở trên page con Tấm. Những điều đó thực sự đã giúp chị rất là nhiều. Em không ngờ như ngày xưa em viết là có sức ảnh hưởng đến chị như vậy. Mỗi khi chị gặp khó khăn, em đều cho chị những lời khuyên. Ngày hôm nay đến lượt chị. Em tưởng trước giờ chị không thích em không à? Đã từng. Nhưng nếu chỉ vì chuyện của anh Tiền mà chị đối xử với em như vậy thì đó không phải là Linh. Em nói đúng. Nếu không phải là em thì cũng chưa chắc anh Tiền đã chọn chị. Nên thôi, em cứ thoải mái đi. Thay vì theo đuổi một thứ mà mình không có được, chị sẽ chọn hạnh phúc theo một cách khác. Đó là có được một người bạn tốt như em. Dạ, mọi việc là như vậy đó anh. Mình là công ty truyền thông, em không có để nó làm như vậy. Em phải là cái người nắm cán, hiểu không? Hả? Mà ra ngoài trước đi. Sao? Có chuyện gì? Sếp, cô bé Trinh LV nói vậy là sao sếp? Trinh VL. Đôi đứa nạt vô mặt tôi là sao? Em xin lỗi sếp, nhưng mà cổ là người ở trong công ty, em muốn biết ai là quản lý cho cổ mà để cổ ăn nói như vậy. Anh đó. Anh cho phép á. Có ý kiến gì không? Sếp nói vậy là sao sếp? Chúng ta đang support cho Tammy. Bây giờ sếp đưa một người mới vào công ty đi chống phá là một người đang kiếm tiền cho công ty. Em không hiểu luôn á sếp. Anh thất vọng với cậu đeo rồi. Cái câu hỏi này đáng là không được thốt ra từ cánh tay phải của tôi. Em mới làm truyền thông hôm qua hả? Showbiz mà không gây lộn, em biết cái gì? Bộ cái con VL, nó nói con thêm miệng vậy là nó sẽ là như vậy hả? Không đúng phải không? Cãi đi, phản kháng nó đi. Em hoàn toàn không ủng hộ cái việc mà công ty mình có một talent nhiều scandal như vậy. Sếp kêu nó để làm cái gì sếp? Để kiếm tiền. Nó đủ vui, đủ thú vị, đủ ồn ào. Theo đúng kịch bản trong câu chuyện á, thì con Tấm nó phải dạy cho con cá một bài học. Cái người giỏi sẽ đổi tài lấy vinh, còn cái người kém á, sẽ đổi tình lấy vai. Con Cám nó hư quá, con Tấm dạy cho nó bài học đi ha. Đến lúc rồi đó, dạy đi cho showbiz nó vui. Em giới thiệu về bản thân mình đi. Em là Trinh, 21 tuổi, tuổi đẹp nhất của người con gái. Quê em ở Vĩnh Long, vì vậy mọi người gọi em là Trinh VL. Thôi chị gọi em là Trinh VL cho dễ thương nha. Sao cũng được hết chị. Em đang làm nghề gì? Dạ, em là hot girl. Cái đó là nghề hả em? Thì kiếm ra tiền gọi là nghề chứ gọi là gì chị? Chị đồng ý. Nhưng mà hot girl thị phi, em nghĩ cái tên đó nó có đúng với em không? Thị phi hả? Nghe nó có sến không chị? Để em kiếm cái từ nào đó gần nhất nè. Ồn ào. Em thích cái từ ồn ào.
vì em muốn đi tới đâu á cũng phải ồn ào hết trơn á. Em thích tự nhận mình là ồn ào hả? Ồ thì em ồn ào thì em nhận mình ồn ào chứ sao chị. Em cá tính mạnh lắm, chị thích lắm, nghĩ gì nói đó, rất là thẳng thắn, cho nên trên livestream em cũng rất là thẳng thắn phản bác là chị. Nhưng mà không sao à, mà trước chị á em có còn gây hứng gì với ai không? Sao lại dùng từ gây hứng? Người ta thấy em đẹp, kiếm chuyện với em, ganh tị với em, chứ em có làm gì đâu. Mà nhiều người ghét em lắm. Thí dụ như là... À mà thôi, chuyện nó qua lâu rồi, em không muốn nhắc tới. Không sao đâu, sống mình còn nhiều mà. Em kể nha. Em kể đi. Em có một người chị, không cùng cha cũng không cùng mẹ. Vậy mà ở chung với em mới ghê chứ. Xong rồi bà thấy em đẹp, kiếm chuyện với em. Chị nghĩ đi, em đâu có vừa. Em phản công lại. Chị giận quá, nổi điên, chị bỏ nhà đi luôn. Chắc giờ chị đang kiếm em rồi muốn trả thù lắm á. Chị nghĩ là do em nghĩ vậy thôi, chứ không phải ai cũng muốn trả thù đâu em. Mà nhiều khi có mấy cái thứ mà không ra gì á, người ta cũng chẳng quan tâm đâu. Ý chị là sao? Chị có ý gì đâu, chị đang nói chung chung mà. Em nhạy cảm rồi. Sao cũng được, chị có nói em cũng không sao hết. Ai muốn nói gì nói à. Như con bò đụng lông, như cái me đụng chiếc lá. Ai nói gì nói à, em cứ chờ chờ. Cào cào đó xe mà chị. Châu chấu. Chị nhớ câu đó là châu chấu em. Ừ thì châu chấu hay cào cào thì cũng là côn trùng thôi. Hơn thua với nhau chừng chữ. Phụ nữ á là phải hơn nhau cái đầu. Đúng là hơn thua nhau cái đầu. Nhưng mà ví dụ mà có thêm cái nết với cái tâm nữa thì tốt hơn em. Ý chị là sao? Ý chị nói là em không có tâm mà cũng không có nết luôn hả? Em là nhạy cảm đó rồi, chị chỉ nói chung chung thôi. Chị nói chung chung mà chúng nhiều nhiều nha. Mà thôi bỏ qua chuyện này đi. À mà có một cái chuyện này à, nó hơi tế nhị. Nhắc tới cái đầu, chị có nghe nói là Trinh VL, Trinh VL, thứ duy nhất mà không có là cái đầu. Hết ngờ không não đó em. Em cảm thấy thế nào với cô nói này? Nếu mà là chị á, chị buồn lắm á. Ai nói vậy chị? Cộng đồng mạng. Cộng đồng mạng đâu nói kỳ vậy? Kêu ra đây gặp em nè. À mà thôi, ai muốn nói gì nói thì em nhận. Nói em ngu đúng không? Ok em ngu. Em chịu, em nhận hết. Thông minh quá làm gì? Đẹp là được rồi chị. Hình như em hơi có chút mâu thuẫn quá không? Lúc nãy mới vừa nói là con gái hơn nhau cái đầu á. Ờ thì hơn nhau ở một cái đầu, nhưng mà thông minh á thì cũng đừng có thông minh quá. Thông minh quá thì khổ. Ý em là vậy đó. Ok. Có phải đó là lý do vì sao mà em không yêu người có chí không? Mấy cái chuyện tình cảm á em không có quan tâm. Cái đó em cũng nói đại à. Chị cũng hiểu, tại vì là khi mà em thất tình là em chỉ cần yêu một người mới là ok rồi đúng không? Chị có nghe em nói trên livestream như vậy mà. Phải không em? Phải không em? Chị có nghe nói là Trinh VL, thứ duy nhất mà không có đó là cái đầu. Hết rồi không não đó em. Em cảm thấy thế nào mà cô nói này? Nếu mà là chị á, chị buồn lắm. Nếu mà là chị á, chị buồn lắm á. Phải không em? Phải không em? Phải không em? Cắt đi. Cái chương trình gì mà hả? MC thì hỏi sấy vào khách mời. Sao? Chị muốn gì? Hả? Chị hỏi vậy là sao? Mẹ! Mẹ! Con không cần phải nói. Tâm, hồi nãy giờ dì thấy con bắt nạt em hơi nhiều đó. Con muốn làm vậy cho dì thấy đúng không? Là do dì nghĩ vậy thôi. Chứ tôi vừa đang hỏi câu hỏi khách mời của tôi bình thường mà. Hay do câu hỏi thật quá, khó quá, trả lời không được. Rồi. Khó quá trả lời không được. Em nó trả lời không được thì từ từ dì cho con câu trả lời nha. Mà nếu dì trả lời là con phải trả giá đó. Chờ nhau nha Tâm, còn nhiều chuyện phải làm lắm. Đi. Mẹ, nó làm nhục con Trinh sống truyền hình.
Mày có thấy không? Tao đâu có đuôi. Mày tính gì mày tính lẹ đi. Đụng tới mẹ là mẹ tính. Mày tính tới đâu thì con nhục tới đó. Mày đang nạt tao hả? Cái tánh của mày nóng không có làm chuyện gì đại sự được hết trơn á. Trinh, bình tĩnh con. Mày không cần nắm nó. Mày nắm cái người nào trên nó kìa. Đi. Dạ thưa sếp, vì sao sếp lại chạy quảng cáo cờ bạc lên trang của em? Cái đó là khách hàng muốn mà em, anh đâu có khống chế được. Sao vậy Tammy? Đừng có nóng, ngồi xuống nói chuyện nhau hả? Em không muốn mất thời gian. Em có thấy mọi chuyện nên đi quá xa đến gì em đã chấp nhận. Ủa em chấp nhận cái gì? Cái này là quan hệ cộng sinh. Em được, anh được. Em chấp nhận cái gì? Hả? Hơn ai hết, sếp biết em không hề muốn nhận quảng cáo. Nhưng mà em đã nhận. Em nhận vì anh. Nhưng mà anh ơi, anh phải hiểu là Trang Con Tắm là một cái góc ký ức của em. Là ngôi nhà nơi em chia sẻ những gì mà tốt đẹp nhất cho mọi người cảm nhận. Nó rất là có ý nghĩa với em anh à. Nên nếu anh thương em, đừng biến thành một cái chợ. Làm ơn, xóa những quảng cáo rẻ tiền đó đi. Có vẻ căng nhỉ. Nếu không thì sao? Em sẽ tự xóa. Tùy em thôi, fanpage của em mà. Cảm ơn sếp. À Tammy, anh kể em nghe chuyện ha. Mấy con chim non á, nó thích bay sớm lắm. Nó hay cãi cha, cãi mẹ để nó phóng ra khỏi tổ. Nó lao xuống cành cây. Nó nghĩ là nó sẽ có thể tung cánh bay trên bầu trời bao la. Nó muốn chứng minh nó trưởng thành mà. Và kết quả là nó rơi tự do em ạ. Vì sao nhỉ? Vì cánh nó chưa đủ rộng và lông nó chưa đủ nhiều. Hay đừng có căng thẳng kể chuyện nhau nghe vậy thôi. Đã làm việc đi cô chim non. Anh về công ty đi làm. Anh ở với em chút xíu nữa đi. Nhiều việc quá. Anh đi nha. Còn chị nói với em sao? Thôi cái đó để sau đi nha. Anh cứ để sau. Rồi chừng nào mới làm. Trinh. Nếu chị đuổi con Tammy là vì em không thích thì cái điều đó nó không hợp lý. Anh là một nhà lãnh đạo. Anh nắm nhân viên trong tay. Anh phải làm cho người ta phục, em hiểu không? Tại sao anh nói là chiều anh đi? Mới mốt cái gì anh cũng chiều em. Còn bây giờ em mở miệng ra thì anh không chiều. Cái gì cũng không được hết á. Anh đã cho em như vậy rồi, em còn muốn cái gì nữa? Hả? Em ghét con Tâm. Anh đuổi việc đó đi. Làm sao em có thể làm việc chung với một cái người như vậy? Anh có biết là mỗi lần làm việc chung á lại muốn phát điên lên. Anh đuổi việc đó đi. Em không cần biết là anh phải làm cách nào. Nhưng em nhắc lại lần cuối, anh đuổi việc con Tâm đi. Sao anh không trả lời? Anh câm hả? Tại sao lúc mới đến với em á thì cái gì cũng ngọt ngào, còn bây giờ mở miệng ra cái gì cũng không được? Khi anh nói không được thì nó là không được vậy thôi, đừng có hỗn.
tính quốc ngựa chi phong chứ gì. Chơi xong rồi bỏ. Con này không có vừa đâu. Anh có biết là fanpage của tôi bao nhiêu người follow không? Tôi sẽ bóc phốt anh. Anh gạ tôi. Anh dụ dỗ tôi. Để coi anh còn phù phép được cỡ nào. Sao? Sợ rồi hả? Nếu mà biết điều á thì mở cái miệng ra mà nói chuyện với tôi cho đàng hoàng. Cái fanpage em có bao nhiêu người follow nhỉ? Có bao nhiêu đâu, gần 1 triệu người thôi. Nếu cỡ đó người xem cái clip tụi mình làm tình thì sẽ như thế nào? Cái gì? Cái này là cái camera. Cái này cũng vậy. Này, này, này. Này, này. Đặt đủ góc hết. Chứ em tưởng thích đồ cổ hả? Em muốn dựng sao? Đồ khốn nạn. Em đừng làm vậy. Như một thói quen thôi à. Ai thì cũng như em thôi. Ghi hình lại để làm tài liệu thôi chứ có gì hết. Hả sao? Không đăng hả? Đăng đi. Anh đăng đi rồi hai đứa chết chung. Bởi vì nói em ngây thơ thiệt chứ. Bây giờ đăng người ta chỉ cần đăng những cái cần đăng thôi chứ đăng anh làm cái gì. Người ta chỉ cần coi em thôi. Anh làm truyền thông mà. Tụi lính anh nó giỏi lắm. Em muốn nó che gì nó che đó. Em muốn anh che phần nào của em? Che hết, anh che cho. Để đúng cái mặt thôi. Đã nói em rồi, quá sớm để tỏ thái độ với một ai đó. Cái miệng này hồn lắm nè. Anh đang thương em để anh thương biết chứ. Ừ. Đừng có làm vậy. Em mà làm em phật lòng á là mệt cho em lắm em biết không? Ừ. Nhớ nha. Nếu ngoan em sẽ được thưởng. Nhưng hứa em sẽ bị phạt. Anh đi làm nha. Dì tắm rửa thay đồ đi. Tôi có chuyện muốn trao đổi sự tự do cho con tôi. Cái Bình không nghe lời luôn á chứ. Em trao đổi tự do là trao đổi cái gì mới được chứ hả? Thế sao chị căng thẳng với tôi quá chi vậy? Thôi anh đừng có diễn nữa. Thẳng thắn đi. Anh thích thẳng thắn mà. Vậy thẳng thắn là sao? Tôi có một cái clip. Tôi đổi cái clip của con tôi. Nghe giống như là nít đổi đồ chơi với nhau vậy ha. Cho tôi một lý do tại sao tôi phải đổi. Tại vì tôi nghĩ anh sẽ hứng thú trong cái clip này. Chị Miu, với một người phụ nữ bản lĩnh như chị thì có một cái lỗi lầm nào trong quá khứ mà đến bây giờ chị vẫn còn bị ảnh hưởng không? Thứ nhất là xin cảm ơn MC Thanh Tâm đã có lời tán tụng. Và câu trả lời nó nằm sẵn trong câu hỏi của bạn rồi. Bạn cho rằng là bản lĩnh của một người đàn bà sẽ đến từ đâu nếu không từ những lỗi lầm mà cô ấy phạm phải trong quá khứ.
Đặc biệt là đối với người có thói quen đứng lên từ ngay nơi mình ngã xuống, chứ không có thói quen lết 8 cái quận 19 cái bụng binh rồi mới đứng lên như tôi. Vậy là sự trưởng thành của chị gắn liền với giao thông chị ha. Duyên dáng đó, nhưng mà cũng đúng thôi. Tôi muốn sự nghiệp của mình là một con đường có hai lên, một đại lộ rộng lớn, có nhiều phương tiện giao thông đi lại tới lui, không có công an huýt còi, chứ không phải là một lối mòn không có dấu chân người đi lại. Em cũng muốn như vậy. Hy vọng là khi em đến được cuối đường á, có chị ở đó đón em. Vậy thì khởi động máy ngay từ bây giờ đó cô bé. Nhưng chị ơi, không có đại lộ nào mà bằng phẳng hết. Lỡ chẳng may có tai nạn, chị có đủ bản lĩnh để vượt qua không? Em xin Thanh Tâm, nếu tôi là một tay lái lụa bản lĩnh như bạn vừa mới ca tụng đó, thì bạn cho rằng là tôi có đủ bản lĩnh để vượt qua cái tai nạn đó không? Ai thì em không biết, nhưng mà với chị, em nghĩ núi thì còn vượt qua được mà. Tại vì đó là tôi. Vậy nếu tai nạn đó xảy ra trên con đường sự nghiệp của chính bạn, em xin Thanh Tâm, bạn có đủ bản lĩnh không? Chém cưới rành rành như vậy, còn chối nữa hả? Hai mẹ con bà là mất cả một tuổi thơ tôi, bây giờ còn muốn làm cuộc đời tôi lụng bại đó mới chịu hả? Hai người bị gì vậy? Hả? Trời, mày nói gì vậy? Tự nhiên mày nói như vậy sao được? Tại vì là thực sự thì là tao nói cái chuyện này cũng tại mày đó, mày ép em. Chứ mất chi phải cam chịu. Cô tắm ngày nay. Không phải cô tắm ngày xưa. Xưa 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 lơ xưa lắc xưa hơn thời này. Chứ còn cô tắm ngày nay siêng năng tìm hiểu lên tra Google.